Edit subject dot php hay dương chụp sinh hạ số đây cứ subject id hay xóa dương bỏ chỉ id đây dương chụp chỉ key và up à ok chẳng khi đây dương chụp tới cứ chúng ta subject id ok anh ấy cứ chia và u đây dương vô trên p table nó bây giờ hover là bê tông edit viên sau id cho mà đấy khi nào càng chuyển càng cao chuyển sắp chữ id mà buồn cho mà cao biết mà pram mà bộ mùi cứ chữ id rồi bỏ type all dương này để store data nữa thế này id chứng dương thuê cả edit từ tam id rồi bỏ column ID. Ok, nhóm bắt đầu file một tiết. Ok, nhóm đặt nạc nâng admin. Ok, edit dot underscore subject dot php. Chính chúng bố edit cư dân thờ cả form đôi tình hình add đáy thì nhóm ai copy form để nó bị add subject vô mà đã được năng edit ok nhóm xong lọc code và nhóm tiền ó nó về được nhóm cho một can edit subject ở trong mặt bằng thua ấy nhé nhóm tập cái code bằng này thì chẳng ở đây để dân thử thua môn đồ bốn cứ dân click mouse trong edit ta we redirect to can edit subject.php up okay cho mê tha we chấp trâu hay hay we phụ chụp một key value đi nhưng thôi mấy tớ a chấp vô key nhưng value để dùng phụ chụp màu tạm giữ url nấng bán dân trâu prapras global variable cứ đô la get ok tìm mối dân thờ ca connection ok connection ai thua tiệm tôn cho mùi đất web thờ ca connection ok nhóm càng subject id mà nâng đô la get ở dân tôi can tập dịch lý đồng bài copy để khi để dân bị chui mà ok bởi dân chám những ai cho xe bàn ở cam thế dân tập lọc mà can tập dịch lý đọc php hay hợp cho bia chỉ mỗi file để dân copy vô subject id dân cho lọc mà nâng á bây giờ dân check hay có ai cho nó có lại dựa ở lại bàn này bây giờ chúng chắp bàn ID hay click tag đầm bay query data để miền ID để dân bàn bị chuột màu đẹp từ lịch bấy viết mà đừng record khẳng lời này cứ subject web application web app development và nâng cứ chỉ record để từ query vô mà đạt được nâng được nâng lại form mà dân nâng để nhóm check if persona và miễn ok subject id and subject id và nhóm mình sma nâng tốn cứ mê tha tầm lại nó cứ miễn hay mình nâng copy zone thiệt ok
Okay, tam yum yum sơ HL tang HL smile nung select guy from subject where column ID ni kư chi column ID របស់ table subject where sub where ID smile nung okay smile nung là subject ID ni គឺជាតម្លៃដែលយើងចាប់យកតាមរយៈ parameter ដែលយើងភ្ជូរជាមួយនឹង key value នៅលើ URL យ៉ានៅលើ URL យើងភ្ជូរមកណាចាប់យកតម្លៃនឹងបានហើយយើង check លក្ខណៈថាបើសិនណាបើគេ select guy from subject where id នៅក្នុង table table subject ស្មើនឹងតម្លៃដែលយើងបានភ្ជូរមកនេះ3ហ្នឹងវានឹង query យកតាម record ដែលមាន ID លេខ3តោះមកយើងធ្វើការតាម result ស្មើនឹង $con គឺជា connection ពី query នៃ SQL អូខេយើង check if បើសិនណាបើតាម result តាម row ខ្ញុំយើងសូនមានថាវាមាន record វាឲ្យធ្វើការ query យើង store data នៅក្នុង variable ហ្នឹងដើម្បីយកមកសូនៅក្នុង form សិនអញ្ចឹងចំពោះ edit យើងត្រូវធ្វើ query data ហ្នឹងយកមកសូមកសូនៅលើ form សិនបានយើងធ្វើការចុចប៊ូតុង update មួយទៀតអានេះយើងកំពុងតែធ្វើការ query data ដែលទៅតាមលក្ខណ្ឌ ID ស្មើនឹង subject ID ដែលយើងបានបញ្ជូនមកនេះជូន3ខ្ញុំត្រឡប់ទៅ list ខ្ញុំចុចមកបញ្ជូនគឺលេខ8អញ្ចឹងវានឹងទៅយក record ដែលមាន ID លេខ8នេះយកមកសូនៅក្នុង form នេះអញ្ចឹង edit យើងត្រូវធ្វើពីតង់គឺយើងតាម ID ស្មើនឹងអត់តោះនេះបើខ្ញុំធំជាងយើងតាមដុល្លាររស្មើនឹងដុល្លាររីសាល់ fix assource បន្តមកនេះយើងអត់វ៉ាលូបទេពួកហ្នឹងលក្ខណ្ឌតែមួយយើងធ្វើដោយ view by id អញ្ចឹងគេ id ស្មើនឹងដុល្លាររគឺ id ដុល្លារ subject code ស្មើនឹងដុល្លាររ subject code រោ subject code ដោយសារតែវាជាប្រភេទ array គឺ associative array ដែលអានេះគឺជា key យើងយកចេញពី table subject វាជា column ហ្នឹងគឺ column របស់ subject ហើយឡា subject name ស្មើដុល្លាររ subject name subject in the description ស្មើដុល្លាររ description ពីអស់ហើយខ្ញុំត្រូវ query data ដែលទៅតាមលក្ខណ្ឌ where id ស្មើនឹង subject id ហ្នឹងយកមកសូនៅក្នុង form សិនអញ្ចឹងយើងសូតម្លៃយើងចូលមកក្នុង input ដោយប្រើ attribute value នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងលុបចោលវិញគឺលុបចោលយើងទុកត្រឹមតែបើក php យើង echo $ subject code ជា subject code គឺបានមកពីណាវាបានមកពីតម្លៃដែលយើង store នៅក្នុង variable នេះដែល query ចេញពី column របស់ table subject ទៅតាមលក្ខណ្ឌដែលយើង check where id ស្មើនឹង subject id អូខេជា query ឥឡូវខ្ញុំបែកមកវិញខ្ញុំ refresh អូខេយើងឃើញ record របស់យើងមក
Yeah, subject code in back. Chính khi nhóm click lời bật tăng edit mà đó. Cứ lấy code xôn xôn vào mùi. Ok, trái với xôn xôn vào mùi. Chính là khả năng mobile subject name cứ mobile application. Đọc xong một toàn màn query tế. Chính dân cho mà can import rồi bỏ subject name mà đó. Cái lệnh và dữ như echo là subject name sẽ bị cái lắm là bị bất thì những echo đồng lại đến vô máu đã vô được khả năng input mục tiết cứ cái lại description trong description về admin attribute và ưu thế nhưng thử query về mà đã được khả năng cái lại chỉ lo cái đó lấy bật bật thay giờ đi à bài PHP echo đó là thang rồi chung ấy description ok tầm lại với cứ dùng đặt trào ở hơi ok bạc mà quên click lên tầm trào chứ bạn query mà tầm trào ở hơi ở trên query tự tạm đẹp khăn chất chất lòm hay dân vô vào đồ dân tăng dân mọi câu cho nâng khả năng input đối phá tự dụt vào dù ok hay description cứ dân đặt nâng thay cho đi cho lòng bật bạc về tạm áo cả lãnh nhất xem đồ đặt vào dù update ok ném dân đặt đã submit. Ok, chính cái này ní actionable form nưng. Nó phê để xem appat xem ឲ្យ về thua ca nó trong page nưng đã. Ok, chúng ta dollar server php sap vi bị chia tí tang pháp. Đại chúng cập bổng tại execute file. Ok, chúng ai inspect mơ. Form mà dương này, khi bị chạp vô ở đó ít đang phát để dân gặp bông tài cho nâu này bị chạp vô trâm này vào okay. Edit subject.php chẳng dân thuê ở bách tập ai áp đẹp bàn dân vô data vô một số trấu nè dân áp đẹp bàn chứng update cứ chứng update tụt tàm lẽ khăn đôi khía chứng ai bị chôn rồi còn môi tiết nào này bà cát phao thông mấy đầm bay thua cả update của bạn nên là sài lưu nào nhé và trong bài hai nào này bị là biệt môi tiết bởi dương ạp ra đô la server php sạp nông tế ọt sẽ code update được nông phao lắng cứ nè này bà cát phao môi tiết khi nhóm lốc nhóm đặt là update subject.php ok nhóm đặt bởi cát pháo nâng khả năng chính anh ấy chỉ pháo là dân thử say code nằm bởi update nằm bởi update bán cứ dân thử thua ca chụp chụp mùi ID để dân bàn query nâng khả năng database nâng vô mà đặt nâng nông và đặt bộ mùi cư ID nhưng cực cho bia tờ quýnh về để submit tới dương update tờ tàm lại khăn ID thì dương vật chùa nâng chẳng nông đây chùn mát cư nè thì input tab height thế nhưng đặt thân ném mà nâng subject ID nhưng sẽ cho cho bác nét á ok nhưng còn not value mà đến php echo đô la id đô la id mà bạn mà nè cứ bạn mà p và đô bố lại để dựng store đồng lại tập khăn và đô la id
table របស់ database. Okay, យើង ត្រូវ បញ្ជូន ID យើង ទៅ វិញ តើប យើង update ទៅ តាម លក្ខខណ្ឌ ID មួយ នេះ. Okay, យើង មក refresh. Okay, ត្រឹម ត្រូវ លេខ 3 ហ៎. អញ្ចឹង យើង អត់ បង្ហាញ ឲ្យ គេ ឃើញ អញ្ចឹង ទេ. Okay, ខ្ញុំ back មក វិញ ចុច ផ្សេង លេខ 5. Okay, ត្រឹម ត្រូវ. យើង អត់ ប្រើ text ទេ យើង ប្រើ hidden. Hidden ណា ឲ្យ គេ ឃើញ ជាង ឯង គេ បាត់ ហើយ ដល់ ពេល យើង inspect យើង ឃើញ hidden ដដែល យើង input hidden value លេខ 5 ជាង នេះ អាច copy code ពី add បាន copy យក មក ដាក់ ក្នុង update subject ចំពោះ update គឺ វា ស្រដៀង ទៅនឹង insert ដែរ ស្រដៀង ត្រង់ ថា យើង ត្រូវការ connection ហើយ យើង check គឺ យើង check បើសិន បើ បាន check ទៅលើ button ដែល make sure ថា cái này dân đó đã update cái dân cơ mua update vô một hạt update ở dân thực chập tầm bảy trăm tí nè hay đơn input để dân bàn bị chu thằng đái tầm bảy vô thôi chỉ lệ khăn trong cả update data nó trong table cứ ném cho một tháng subject ID dân copy ok dân chập pin pin nào nè prá tăng vào bốn tập trích ID mà nướng đó là con real escape đó là post lấy tập trích ID cứ chỉ input hay đàn input để chúng bị chung nó nè ok cứ vô ném ok chứng dòng 3 này chứng ai check mà tăng tiền anh ấy chắp cho đầm lấy trên pin input subject name subject code description anh ấy tăng error đã bạn ta bởi dương pra pi phạm xe khai chẳng error bởi dương vì ai mình bài hà đi chọn thà vì thảo link tự cắn ở phần mùi tiết thái bạn sâu á người thua bị tăng chính chúng ta sẽ show về nó trong page này bạn. Ok, bữa sau là miền MT. Và chúng ta check. Ok. Chúng môn page để update cứ dương thổi chạp đồ máy tầng off này. Và chúng ta check mưa đấy bữa sau là mình tự thế. Các bạn dừng ai update check mà toàn tiệt check if bất cứ nào mà miễn and subject ID mình mà đừng zone copy zone dừng ai chập vô đầm này nhìn khác thích con khác coi về lập mặt mình thế đó ok mình sẽ chập vô code name hay description hay cái line query này cứ đào nợ đồ ok nhầm lúc nó tục ta phần đăng ba này thích khác bất xin nào mà mình tập kê này subject code nâng subject name bạn dừng lại update dừng sẽ update table name table nó cứ subject then s set subject code cứ chia column này column đó là table dừng subject code smart đến single code
subcode subcode name subject name ai tập lại cho em á, mọi việc quên việc. Khi dân vô app đẹp mà đồng, và dân ngọt vô create, cứ create, về đẹp bạc cáp á, dân ai bạc cáp chia chấm khái thứ ngay nâng máu nâng đẹp tì. Ta chụp bộ app đẹp dân ai ta app đẹp từ lưu column update by cái app biến tí update hết mấy cái đã lại khăn where id column id smart nâng ok ok smart nâng cái update add smart subject ID copy mới dùng mà đặt ok là ní dùng play chân dùng smart nâng add đồ là gì mà add ok dùng mà đặt được nâng add okay, update subject set subject code smart and subject code subject name smart and subject name description smart description update add update add where id smart and subject id bây giờ update đòi ớt mình lại khẳng tế về đằng update record đằng ớt nó không thay bố là chứng chứng thuốc cái update trâu tại bây giờ tịch tôi đã biết là khăn là bởi áp đặt được tam lệ khăn nào mối để chơi mà cho thầm lại máu cửa nếu nhóm chuột mà tam dịa inform đã đá đòi phá input hidden khá nhóm chạp vô nèm ok nếu nhóm đồ áp đặt ăn sắc sẽ thì họ lấy xem phơi đôi chai nhưng nhóm xả mớ ta nhóm sẽ đứng trong trâu được không refresh mũi sớm thì nhóm đã đọc mũi mới đã đọc mũi thêm còn đây mình biết đọc clear cho đoàn này đọc mũi đi clear ok update thì chính nhóm bạn update subject successful ok khi you update, we link the can again. Okay? The can update subject. .php. A young data in the front tab over here. The ID late. Late man, you update ping. ID late pram. Refresh. Okay, young man update the tab, but move the clear. Then click your mount and you update it. Changing update from trial high. High glide. Nếu như ai header location thì cần table cứ subject list mình header location cái subject list .php thì update mà đồng tiết thì đặt thêm pp nhưng mình biết phải mặt mà nhập khách mở thì kể áp đặt thì những áp đặt trai vật áp đặt hay viên ngươi ở đây mà can form subject liên quan
Okay. Yeah. And you can add behind the redirect letter. Got file edit subject.php. I shop to my key value. Keep your pie. Now, number the card file. Okay, you can again edit subject. Okay, edit subject. Cứ bị đôi tình đơn add đấy. Rồi, cho nó thử ca form. Chúng lại copy. Và nó nhóm chạp vô tầm lại khi mà dưới đây nhóm bị chuột màu. Làm dạy vô ở lẹ. Bên đường click tới, nó khơi nhỉ. Nhẹ bị chuột màu đó. Cứ dân vô subject ID. Ok, tập với nhóm check. Persona subject ID và nhóm 2 là subject ID đó mình mình smart zone, copy zone, cứ nhóm select guy from subject where ID smart đầm lại để nhóm chạp vào đấy, chạp vào chỉ parameter và chuẩn vào chuẩn bị đường file, khi mà query hay nhóm check number đó thông nhân số và sau đó miễn hay nhóm phải nhớ đấy nhóm store đầm lại tục nâng năng và đầm bồn muối, anh ấy cứ chỉ column đầm vào table subject. Okay, we'll try bằng card file mùi tiết. Nhưng bằng card update subject.php. Một bài dưỡng update bán dưỡng thật số data thì có hắn mò số nâng nâng input hoặc xong bà attribute value. Hắn ấy cứ chưa đồng lại để xong bỏ hỏi. Ok, bỏ hỏi đồng bài bà hai thật nâng input. Ok, tôi nèm được clear. Dưỡng số nâng value. Yeah. Hi description you saw when the color but back the thay area. Okay, we have young who can update chung by update pan time you can clear number June ID and your chap mark and learning. Action that not only input more, high on that subject ID. Rồi trái xong bằng cách file update subject.php nhóm từ can file update subject.php. Ok, hồi nãy chúng check, chúng chạp đầm lại trên p input hay đơn này. Ok, chúng chạp hay, chúng check persona và ID nâng, hay nâng subject ID nâng copy zone, chúng hồi chạp vô đầm lại trên p input xin tiền. Ok, và tâm nhóm là say query by update, này, update. Subject subject code small nung subject code okay to time column high nung field by young nung table high yum update time that can it way id small nung subject id the young yodam like robot hidden okay young update go that let can okay jung code update good mean for nung ai. Okay, but mention all the other I saw band.